giảm cân không uống nước ngọt. Hello và xin chào các bạn đã đến với Gấu To, và mình là Gấu đây. Trong clip này mình có mời đến một người vô cùng là quan trọng và đặc biệt, đó chính là editor của S Channel. Chào mừng các bạn đến với Người Trong Văn Phòng. Người Trong Văn Phòng. Đây là gà, và hôm nay mình và gà có một cái thử thách là sẽ ăn hết cái đống xúc xích này, coi ai ăn được nhiều nhất. Và bây giờ trò chơi bắt đầu. Bắt đầu là sao? Bây giờ là mình sẽ mở chảo nóng lên. Xong rồi, đây là phô mai chảy thì mình sẽ cho vô cái này để anh bắt chước cái kênh kia. Nó cũng làm phô mai chảy chảy. Một kênh giấu tên đó hả? Một kênh giấu tên. À dạ dạ. Thấy chảy chảy không biết anh làm chảy được không. Đó, xong rồi mình sẽ để lên đây. Ủa là hồi mình nướng xong rồi mình chấm đây mình ăn luôn? Không, hồi mình sẽ nó chảy ra xong. Mà khoan này, ly đá của văn phòng mà. Anh lụm ở trong cái gỗ chè. Cái bàn đá này thì mình mới vừa mua luôn, mới mua hồi sáng luôn. Chỉ với giá trên 500.000 bạn có thể sở hữu ngay cái bàn đá này. Nếu mà ai là chủ của cái bàn đá này thì có thể liên hệ quảng cáo cho chúng tôi tại kênh Người Trong Văn Phòng. Kênh có to kệ đi. Cho em hỏi thắc mắc nha, Thi ăn mà muốn cái đó làm chi? Anh là kiểu như là một người có khả năng gọi là ăn rất là nhiều, nên là dù anh có uống bao nhiêu thì anh cũng ăn được. Em hiểu. Anh mượn tay anh đi. Thôi, kính lão đắc họ, để vô. Ok. Không, để gần luôn mới biết được nó chín được chưa. Ừ, từ thịt heo. Thịt heo với thịt mình nó cũng ngang nhau. Ok, giờ mình sẽ sắp xúc xích lên. Thì xúc xích này là xúc xích view, thì các bạn có thể mua ở bất kỳ siêu thị nào luôn. Và xúc xích này giá của nó là 40.000 một bịch 4 cây, cây 10.000. Vậy giờ là mình thi ăn nhanh hay là ăn nhiều? Mình thi ăn nhanh và ăn nhiều. Mẹ chơi trên đầu cha người ta vậy? Tức là ăn nhanh. Ở tính chung là cứ ăn đúng không? Cứ ăn thôi, rồi đếm thôi là ai okay. Ăn nhiều hơn. Okay. Rồi, nhưng mà phải hết. Tính bằng số que đúng không? Đúng. Vậy cái số que thì nhớ tính một cây thôi nha. Đây là cái số mà mình rất là hồi hộp luôn. Tại vì chưa bao giờ mà mình thi ăn với bất kỳ ai hết trơn. Với cái kiến thức chuyên ngành mà em chưa bao giờ từng làm cái này thì em không biết. Ê, mình có nên bỏ cái phô mai này vô lò vi sóng cho nó quay không ta? Tại vì nếu mà dặn số lớn quá thì cái này nó lại bắn. Nó bắn quá. Từ từ anh, bình tĩnh. Anh nói mà rớt vô em á là mệt lắm á. Anh có tính thêm miếng lát này không? Không, bỏ mỗi lần ăn là em phải bỏ cái miếng này lên. À, đè lên okay. Cái cây đó. Và thử thách ngày hôm nay á là ăn cái đống xích này, coi ai ăn nhanh hơn, nhiều hơn. Này giống đi từ căn mận cái con c***. Cái mẻ phô mai của chúng ta đã được thành hình. Ở thôi, tôi ăn nữa. Để đi anh. Đẹp dữ à. Ok, và đây là món xúc xích phô mai nóng chảy. Cái này là mình đặt thôi chứ cũng không có. Man not hot. The thing goes crack. Chia sẻ thật lòng với anh thì là do em đã lên cái số ký là 90 rồi. Em đang có cái ý định là muốn giảm cân. À. Thì đéo ngờ ông chơi cái trò này với tôi. Ok rồi, bây giờ bắt đầu ăn thôi. Và cuộc thi chính thức được bắt đầu. À nha, một miếng nha. Miếng đầy đủ rồi nha. Ê, cái này sao? Cắt ra đi. Cắt, kéo đâu, lấy kéo. Gấu là một người ăn thưởng thức nên đầu tiên chúng ta sẽ cho một ít tương xí muội lên. Còn gà không ăn thưởng thức. Miếng này gấu. Chết mẹ. Ổng ông ta, thắng ổng ông ta. Anh vẫn ăn gà, ăn vậy mau no lắm. Chứ sao anh? Từ từ nha anh. Rất là ngon rồi. Cây đầu tiên. Rồi nha, cả nhà của My. Lẹ.
Em nói là em ăn rất là lẹ nhưng mà em sẽ dễ no tại cái bao tử của em nó nhỏ, bụng em nó nhỏ lắm. Đèo tin. Rồi, ăn tới cây thứ hai nè. Ăn uống á, mình phải thưởng thức. Không có ăn như heo như vậy. Nhưng mà anh tổ chức cuộc thi mà. Nếu mà anh nói cuộc thi thưởng thức đi thì ok. Còn này, vừa thi ăn nhiều mà vừa thi ăn nhanh nữa. Ai? Hung thủ. Cái này là miếng gì đâu? Banh két. Cái miếng phô mai nãy nó cái đống phô mai nãy nó chưa có ấy lắm. Chưa có chín đúng không? Mày nó phải lỏng thêm xíu nữa nó sẽ ngon hơn. Cắt cắt ra. Thấy không? Tụi mình là đối thủ với nhau nhưng mà tụi mình nâng đỡ nhau, đó là giúp nhau qua đúng những ngày gian khó. Cùng giúp nhau qua quãng đời sinh viên. Chứ thưởng thức giống anh gấu một lần thôi coi cái, sao cái, nè. Cái kiểu mình ăn mà chan cái tương xí muội là ăn kiểu người Việt Nam à, còn nếu mà em ăn mà kiểu mà xịt tương ớt rồi thịt mayonnaise lên là ăn kiểu Hàn Quốc như ăn kiểu Mỹ. Mỹ có xịt tương ớt như mayonnaise hả? Có. Anh nói đại. Ủa gấu ăn cái miếng mỗi một cây là ăn miếng mà. Nãy em nghe không kỹ hả? Anh nói là những cây đầu không cần phải bỏ miếng này lên. Không có. Chơi đồng lừa tôi, nếu vậy ông mua hai bịch phô mai làm gì? Hai miếng phô mai làm gì? Mẹ ăn từ từ đi. Anh tổ chức cái cuộc thi ăn nhanh. Tao không, tại anh đang làm cái phô mai này cho nó chảy nè. Ủa thì cái đó là cái đó là cái phần của anh mà. Thôi phải không? Nghệ thuật nó phải là đến từ những cái gì mà nó tiểu tiết nhất à. Khác đéo gì một cái cây xúc xích với cái miếng ốp lao. Không có ra cái miếng phô mai luôn. Đây là cái cây thứ tư của mình rồi nha. Đây còn đây chỉ mới là cây thứ ba của anh gấu. Anh gấu nhớ tổng hợp lại cái xiên nha anh gấu. Ê, cái thử thách này mình có thử thách ai không? Nghe nói bụng không đấy á, cũng có hai người cũng có hai người gấu và gà hết bụng không đấy ăn nhiều hơn cái đống xúc xích này. Dạ đó. Nhưng mà cái cuộc sống này là em ăn cái gì đấy, cuộc sống này nó tấp nập lắm em, như Sài Gòn vậy đó. Nhưng mà nếu mà anh biết thương thằng Edit á thì anh không có ngờ anh nói chuyện tào lao đâu. Có ai cho xin cái ly nước lọc đi. Cho chậm ly nước lọc. Không, chậm cân. Bỏ lên rồi mới ăn, giọng mẹ gì vậy? Ăn giọng mẹ. Cái này của em chính rồi nè. Đúng rồi, đương nhiên. Chứ để anh ăn, anh thắng làm sao anh? Sau một hồi tranh đấu rồi là quyết liệt hết thì gà nó đang dẫn trước gấu. Thì gấu ăn rất là chậm, bản thân mình là ăn đã chậm rồi. Tại mình thích ăn cái gì đó, mình nó thưởng thức nó từ từ. 2, 4, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em đang nhận chứ anh một cây. Anh thấy mấy người nè. biết gì hết, biết gì hết nha cả nhà. Các bạn có từng xem một cái clip mà ăn xúc xích của gấu với 53 triệu view á. Thì đó là lần cuối cùng mà gấu hửi cái mùi xúc xích và gấu cảm thấy nó ngon. Mình sẽ để cái đường đó, link cái đó là tâm sự luôn. Mình sẽ để cái đường link video đó dưới đây. Các bạn có thể tham khảo. Em gà, em chở đi gà. Đang nước từ từ
Có dấu hiệu bị ngán thôi mà, chứ chưa có ngán đâu cả nhà. Cả nhà của My á hả? Cả nhà của My chứ không lẽ của ai, của Linda hả? Mà My với Linda chung chỗ mà đúng không? Đồ mẹ làm như có công ty giải trí thì ba chung chỗ là sao ba? Ê, tính ra lúc mà bỏ phô mai lên đó, nó bị làm mình ăn bị ngấy á. Bị ngấy á. Mà này luật anh đặt ra mà. Nghiệp này ai tạo? Chắc em. Còn mấy cây nữa kìa. 2, 4, 6, 7. Úi cha. Cháy ấy ạ. Đang không có nhiều sự lựa chọn nữa. Em từng ăn một cái nồi lẩu mà trong đó là vừa có Sprite, vừa có Sprite nha, nồi lẩu cua. Nhưng mà có đổ nước Sprite vô. Khoảng 2 bịch cỡ này nè là muối tiêu. Với chao, bỏ con hũ chao vô nữa. Không phải em phải lại ăn hết mà em chỉ ăn uống một cái muôi thôi là tụi nó sẽ cho em mỗi đứa 10.000. sao ngày em sao em đâu có đi học được đâu. Ngon. Tám cây rồi đó. What you say? That you are... Đúng chà. Em còn có con gắt nữa thôi á. Ok, và cuối cùng gấu và gà đã ăn hết 24 cây xúc xích. Bây giờ là thời gian quan trọng là coi ai sẽ là người chiến thắng trong cái cuộc thi này. Em ăn nhanh, chắc chắn em hơn anh. Chắc không? Đúng. Em có chắc không? Nếu em thắng á thì cái chiếc gấu to chắc truyền lại đi anh nha. Anh truyền lại cho em. Anh nhường kênh luôn. Ok. Ok, anh nhường kênh luôn. Nhường free luôn. Nhường free luôn, không tiền bạc gì luôn. Ok. Rồi, bây giờ hãy like, share và subscribe cho người trong văn phòng. Rồi bây giờ đếm nè. 1. 2. 11. 12. 13 mà có 24 cây. Ủa là nhiêu má? Em phải đếm lại của em coi. 1 2 11 Tôi nhường luôn cái kênh người trong văn phòng cho gấu to. Xác nhập được không? Dạ nè, thôi bây giờ mình không có thắng thua. Dạ, hỏi em là sau khi ăn 11 cái xúc xích thì cảm giác em sao? Em bình thường chứ em không có... Có nên hay không nên là ăn quá nhiều xúc xích như vậy? À, chỉ có một lời khuyên này cho tất cả những người mập đen sinh sống và cư ngụ tại Sài Gòn là các bạn không nên ăn quá nhiều xúc xích như vậy. Lãng phí, rất là lãng phí, và nhiều khi cơ thể chúng ta sẽ phình ra và không có ai nhận chúng ta đi làm việc hết. Ok, và clip này cũng chỉ là một clip mà giải trí giữa gấu và gà làm ra để cùng gọi là làm vui thôi. Cho là kiếm chuyện để ăn. Cho mọi người vui thôi. Các bạn ở nhà thì ăn xúc xích thì giới hạn chế, đừng có ăn quá nhiều như hai tụi mình. Và clip cũng đã hết rồi, và rất cảm ơn các bạn đã xem clip hay tiếp hay. Hãy like, share và subscribe cho Gấu To, và đừng quên nhấn chuông để kết nối tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy subscribe cho người trong văn phòng. Đúng rồi. Đây là anh đến từ người trong văn phòng. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau.